Mới nhất, cụ ông nấu chín ly chè không bán hết bây giờ ra sao sau khi được dân mạng quan tâm dần dần. Vừa mới đây, câu chuyện về cụ ông mỗi ngày chỉ dám nấu chín ly chè nhưng cũng chỉ bán được 4 đến 5 ly khiến nhiều cư dân mạng hết sức thương cảm. Càng nghẹn lòng hơn nữa là hoàn cảnh vợ đã mất, ngày ngày một mình lặn lội trên phố để kiếm chút tiền sinh sống từ những ly chè đậu xanh. Ngay sau khi được chia sẻ, nhiều người đã tìm địa chỉ để đến giúp đỡ, ủng hộ ông. Theo những cập nhật mới nhất từ tài khoản TikTok A Còng Lily 19911, người đã chia sẻ về hoàn cảnh của ông, cũng là người trực tiếp giúp đỡ ông thì sau khi được biết đến, chiếc xe bán trẻ của ông bây giờ đã khác. Cụ thể, nhiều người biết đến hơn, bây giờ ông đã có thể bán hết veo 9 ly trẻ. Nhìn gương mặt rạng rỡ của ông, có thể thấy ông rất vui vì điều đó. Sau khi gặp lại, chị Lily cũng đã mời ông đi ăn, rồi mua tặng ông thêm chiếc nón bảo hiểm, chiếc áo mới, giúp đỡ ông một chút để cuộc sống đỡ vất vả hơn. Ông đã không ngừng cảm ơn, đặc biệt gửi lời cảm ơn đến các cư dân mạng trên TikTok, Facebook, những người luôn quan tâm nhất là những người đã thông qua chị Lily để giúp đỡ ông. Vẫn biết còn rất nhiều hoàn cảnh khó khăn, ngày đêm đi buôn bán như cụ ông trong câu chuyện chín ly trẻ này. Thế nhưng cũng phải công nhận rằng, cư dân mạng còn rất nhiều tấm lòng yêu thương, sẵn sàng sẻ chia, giúp đỡ họ. Ai cũng hy vọng rằng, sẽ có thêm rất nhiều sự giúp đỡ như thế dành cho các mảnh đời như thế này.